Cựu Tổng thống Donald Trump đe dọa né bom Nga và Trung Quốc Ukraine chặn đứng đợt tấn công bằng thiết giáp của Nga Ukraine chính thức phản công Kharkov, giành lại một loạt vị trí bị Nga kiểm soát Pháp, Đức nhất trí để Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga Israel chỉ ra điểm đáng ngờ trong vụ không kích Rafah Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. James Jean Moore, người từng là đại sứ của ông Donald Trump tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE nói rằng ông Trump không phải là người theo chủ nghĩa biệt lập, mà ông chỉ đơn giản là đang cố gắng thuyết phục các đồng minh chú trọng hơn vào việc phòng thủ của chính họ. Ông cũng tin rằng ông Trump sẽ ủng hộ đảo Đài Loan, Trung Quốc khi trở thành tổng thống. Theo tờ Independent, ông Trump hiếm khi đề cập đến Ukraine trong những tháng gần đây. Ông từng tuyên bố rằng bản thân sẽ dàn xếp cuộc xung đột trong vòng chưa đầy một ngày. Cựu tổng thống Donald Trump khi được hỏi liệu ông có dự định tăng áp lực trong cuộc cạnh tranh thương mại với Trung Quốc mà ông đã bắt đầu trong nhiệm kỳ đầu tiên hay không. Trong khi nói rằng mình không tìm cách bắt đầu lại cuộc cạnh tranh thương mại, ông Trump cũng nói rằng ông sẽ xem xét áp đặt mức thuế hơn 60%. Theo Washington Post, Thông thường, bình luận của ông Trump tại các sự kiện này là về chính sách đối ngoại và các chủ đề mà ông thảo luận tại các cuộc meeting, chẳng hạn như lạm phát và nhập cư. Ví dụ tại một sự kiện, ông Trump còn nói sẽ đem bom Moscow và Bắc Kinh nếu Nga tấn công Ukraine hoặc Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan, khiến một số nhà tài trợ ngạc nhiên. Tuần trước, Washington Post dẫn nguồn tin ngoại giao nói rằng cựu chủ nhân Nhà Trắng muốn đưa Moscow và Kiev vào bàn đàm phán, thúc đẩy họ đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo nguồn tin, nếu ông Trump tái đắc cử, ông nhiều khả năng sẽ liên hệ với tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau khi giành chiến thắng hoặc vào ngày nhậm chức. Ông Trump có thể dùng viện trợ quân sự của Mỹ làm công cụ để gây sức ép với Ukraine. Một số nguồn tin tiết lộ ông Trump đang ủ kế hoạch gây sức ép buộc Ukraine nhận bộ một phần lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Theo kế hoạch này, Ukraine có thể phải từ bỏ bán đảo Crimea, vùng Donbass để đổi lấy thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, đại diện của ông Trump đã lên tiếng bác bỏ. Ngoài ra, trong cuộc vận động tranh cử ở Bronx tuần trước, ông Trump đề cập đến một số nhà lãnh đạo trên thế giới, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng họ đứng đầu trong cuộc chơi của mình, dù bạn có thích hay không. Ông Trump cũng tuyên bố thế giới sẽ tôn trọng Mỹ một lần nữa nếu ông tái đắc cử. Đầu năm nay, ông Trump cho biết, ông đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng ông sẽ cho phép Nga muốn làm gì thì làm đối với những quốc gia không chi tiêu đủ cho quốc phòng của mình. Vừa qua, đơn vị đặc biệt Kraken của Ukraine cho biết đã chặn đứng đoàn thiết giáp Nga trong cuộc tấn công gần Chashovya. Đơn vị này cho hay quân đội Nga đã điều động xe tăng và xe chiến đấu bộ binh hiện đại tham gia cuộc tấn công. Một đại diện của đơn vị nói, mỗi ngày mới lại là một cuộc tấn công khác. Những người bảo vệ Chashovya không để bất kỳ cơ hội nào cho đối phương. Đơn vị thuộc Tổng cục Tình báo Ukraine đã công bố số liệu thống kê về tổn thất trang thiết bị của quân Nga trong trận chiến này, bao gồm xe tăng T-90M và T-72B3M, xe chiến đấu bộ binh BMD-4M cũng như một số loại thiết giáp khác. Phương tiện tấn công của Nga đã bị chặn lại với sự hỗ trợ của pháo binh và sau đó lính bộ binh mặc dù cố gắng ẩn náu trong bìa rừng cũng không thoát khỏi hỏa lực. Binh sĩ tiểu đoàn Kraken nói về trận chiến, quân đội Nga tiến lên trong một đoàn xe bọc thép, pháo binh đã hoạt động tích cực Chúng tôi kết liễu các tổ lái và nhóm đổ bộ trong bụi cây. Chachovia nằm cách Bắc Mút 15 km, địa điểm đã bị quân Nga chiếm giữ vào năm ngoái. Moskva cố gắng triển khai lực lượng xa hơn nhưng chưa thể tiến mạnh do vấp phải tuyến phòng ngự vững chắc mà quân đội Ukraine tạo dựng. Tuy nhiên, chỉ huy tiểu đoàn máy bay không người lái UAV của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 92, lực lượng vũ trang Ukraine là ông Yuri Fedorenko đã bày tỏ sự lo lắng về tình hình phòng thủ quanh thành phố Chachovia ở tỉnh Donetsk. Ông Yuri Fidorenko nói rằng quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề trên đường tiếp cận ở thành phố Chachovia, không phải do tinh thần đi xuống hay phòng thủ quá yếu kém, mà chủ yếu là do lực lượng vũ trang Nga sử dụng bom có điều khiển tấn công chính xác. Theo ông, những công sự, lô cốt và chiến hào của các tiểu đoàn phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine trên đường giới tuyến quanh thành phố không thể chống chọi được với sự tấn công hỏa lực dữ dội bằng bom KAB của quân đội Nga và binh sĩ đang rút lui khỏi vị trí phòng thủ của mình ông yuri fidorenko cho biết trong cuộc phỏng vấn với the new york times rằng mặc dù phòng tuyến của lực lượng ukraine được củng cố rất vững chắc nhưng người nga đã sử dụng bom dẫn đường và đơn giản là dùng sức nổ mạnh để săn bằng những vị trí này ông nói thêm rằng do việc nga sử dụng bom tấn công chính xác ba tuyến phòng thủ của lực lượng ukraine đã bị phá vỡ theo vị chỉ huy tiểu đoàn này các chiến binh trong chiến hào đơn giản là không thể chịu được làn sóng hỏa lực và đã bỏ chạy khỏi vị trí của mình bình luận về tình hình chung trên các đường danh giới ở quanh thành phố Chashovya. Vị chỉ huy lưu ý rằng quân đội Nga chắc chắn sẽ chiếm khu vực ngoại vi xung quanh thành phố trong vòng vài tuần. Hãng tin Mars hôm 28 tháng 5 đưa tin, hai máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine bay từ vùng Poltava đã tham gia cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào hàng loạt vị trí quân sự của Nga ở khu vực Volchan thuộc tỉnh Kharkov. Cũng theo hãng tin này, tổ hợp phòng không F-300 của phòng không Nga đặt ở vùng Bengorod được cho là đã kịp thời kích hoạt chế độ đánh chặn để ngăn chặn cuộc tấn công, đồng thời phá hủy một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine. Theo các nhà quan sát quân sự, chiếc tiêm kích của Ukraine bị bắn rơi có thể là MiG-29 AS được Slovakia chuyển giao cho Ukraine. Một ngày trước đó, chiếc máy bay này được phát hiện mang bom GBU-39B bay gần tiền tuyến. Hình ảnh mới nhất cho thấy tiêm kích MiG-29 của Ukraine đã được trang bị siêu bom thông minh GBU-39. Đây là một trong những loại vũ khí cực uy lực khi có tầm hoạt động xa, độ chính xác cao và sức công phá mạnh. GBU-39 không phải lần đầu được Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Loại bom này đã nằm cùng loạt tên lửa GLSDB được Washington chuyển giao trước đó. GLSDB là sự kết hợp giữa bom GBU-39 và rocket của pháo phản lực HIMARS để phóng từ mặt đất. Tuy vậy, loại vũ khí này đã không phát huy hiệu quả vì bị Nga áp chế điện tử. Ukraine cho rằng, việc phóng bom GBU-39 từ trên không sẽ giúp họ tránh được đòn tác chiến điện tử từ Nga. Siêu bom thông minh GBU-39 được Mỹ nghiên cứu vào đầu thập niên 2000 và chính thức trang bị vào năm 2006. Loại bom này có trọng lượng 130 kg, đường kính gần 190 mm, chiều dài gần 1,8 m. Nếu so sánh với bom thời Thế chiến 2 thì có thể thấy bom có trọng lượng và đường kính khá nhỏ, song dài hơn đáng kể và sức công phá vượt trội. Là loại bom lượn nên tầm hoạt động tối đa của GBU-39 vào khoảng 110 km. Tháng 4 năm 2023, có thông tin cho biết Slovakia đã chuyển giao 13 máy bay chiến đấu MiG-29AS từ lực lượng không quân nước này cho Ukraine. MiG-29 được Liên Xô phát triển vào cuối những năm 1970, giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1980. Máy bay được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Kalimov RD-33, lực đẩy 50 KN mỗi động cơ cho phép MiG-29 đạt tốc độ tối đa là Mach 2.4, tương đương 2.450 km một giờ, trần bay 18.000 m và tầm hoạt động 700 km. MiG-29 được lắp đặt một khẩu pháo tự động 30mm GSH-31 với 150 viên đạn. Dưới cánh và thân MiG-29 có 7 điểm treo với sức chứa lên tới 4.000 kg, có thể mang tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất cũng như các loại bom. Chuyên gia Nga Yuri Podolyaka mới đây đã đưa ra phát thảo diễn biến của kế hoạch quân sự mùa hè năm 2024 của lực lượng vũ trang Nga với trọng tâm là cuộc tấn công vào Kharkov. Ông nhận định rằng Bộ Chỉ huy Ukraine đã thành công trong việc thiết lập một luồng nhân lực mới vào quân đội thông qua việc huy động tổng lực. Nhờ đó, lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ có thể bù đắp tổn thất mà còn tạo ra lực lượng dự bị, mặc dù huấn luyện sơ sài và cung cấp kém. Theo ý kiến của ông, Ukraine hiện có ít tiềm lực huy động hơn so với Nga khi Moscow đang tăng cường năng lực mỗi ngày, còn lực lượng Ukraine đang phòng thủ. Và cục diện này sau chiến dịch tấn công mùa hè của Nga chắc chắn sẽ không có gì thay đổi. Hiện nay, giới chuyên gia đang quan tâm đến câu hỏi là liệu Nga có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng vũ trang Ukraine sau chiến dịch mùa hè hay không? Theo chuyên gia Yuri Podolyaka, phân tích những động thái đang diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến, cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga ở hướng Bắc Kharkov vừa qua chỉ là khúc dạo đầu của chiến dịch tấn công mùa hè có tính chất thăm dò mà thôi. Chuyên gia này tin tưởng rằng những đòn đánh của Nga trong giai đoạn đầu tiên chỉ có tính chất gây mất tập trung và nhằm mục đích thu hút lực lượng dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine đến khu vực này. Sự vội vàng khiến Kiev buộc phải chuyển hơn 50 tiểu đoàn từ các vùng Donetsk, Zaporizhia, Kherson về tăng viện cho mặt trận Kharkov, khiến các mũi tấn công của quân đội Nga bắt đầu tiến tốt theo tất cả các hướng khác từ phía nam đến đông Ukraine. Trong khi đó, lực lượng Nga đang nhích dần đến vị trí có thể uy hiếp Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine bằng hỏa lực pháo binh. Nếu kiểm soát các cao điểm ở Lipsy, pháo binh Nga có thể nã đạn thẳng vào Kharkov và các đơn vị nước này sẽ tiến xa hơn về phía Tây để tấn công thành phố, không cần giao chiến với quân đội Ukraine trong từng ngôi làng dọc theo tuyến đường chính. Tuy nhiên, kênh Suri Map đưa tin tình hình mặt trận phía Đông Bắc từ trục Kharkov sau khi quân tiếp viện đến, quân đội Ukraine đã chính thức phát động chiến dịch phản công và bất ngờ chiếm lại được một loạt vị trí bị nga kiểm soát trước đó ở phía tây bắc lipsi trước đó tổng thống ukraine zelensky tin rằng công nghệ quân sự phương tây có thể cho phép kiev tiến hành một cuộc phản công mới chống lại nga mặc dù các lực lượng ukraine hiện đang bị đẩy lùi trên chiến trường kiev hy vọng sẽ lật ngược tình thế nhờ viện trợ của phương tây nhà lãnh đạo ukraine nói với tờ bill của đức trong tuần này như vậy ông zelensky nói Nga có nhiều người hơn, nhiều vũ khí hơn, nhưng phương Tây có hệ thống vũ khí hiện đại. Nếu chúng tôi nhận được giấy phép sản xuất từ các đối tác của mình, thì vấn đề không phải là số lượng người, mà là về chất lượng của vũ khí. Ông Zelensky cũng cho biết thêm rằng, Kiev đã có kế hoạch cho một cuộc phản công mới chống lại Nga và chỉ ra rằng điều đó phụ thuộc vào việc Mỹ nối lại hỗ trợ quân sự cho đất nước ông và phương Tây nói chung giúp Ukraine tăng cường sản xuất quân sự trong nước. Các nhà lãnh đạo Pháp và Đức ngày 28 tháng 5 cho rằng Ukraine cần được phép sử dụng vũ khí do các nước phương Tây cung cấp để tấn công các vị trí quân sự bên trong lãnh thổ Nga, những nơi mà các tên lửa Nga đã được bắn về phía lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine không được tấn công các địa điểm khác. Phát biểu tại họp báo chung với Thủ tướng nước chủ nhà Olaf Scholz tại lâu đài Merseberg ở Gransi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết quyết định trên sẽ không khiến xung đột hiện nay ở Ukraine gia tăng. Về phần mình, Thủ tướng Scholz cho biết ông đã nhất trí với Tổng thống Macron và rằng chừng nào ukraine tôn trọng những điều kiện mà các nước cung cấp vũ khí gồm cả mỹ đặt ra cũng như luật pháp quốc tế kiev cần được phép tự vệ tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày tổng thống nga vladimir putin đã cảnh báo rằng các nước thành viên nato châu âu đang đùa với lửa khi đề xuất cho phép ukraine sử dụng vũ khí phương tây cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ nga mà theo ông có thể kích hoạt một cuộc xung đột toàn cầu phát biểu khi kết thúc chuyến thăm hai ngày tại uzbekistan ông Putin đề cập đến các yêu cầu gần đây của Ukraine đối với NATO về việc cho phép sử dụng vũ khí của phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cũng như những bình luận của người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg ủng hộ hành động này. Ông Putin nói, thành thật mà nói, tôi không biết Tổng thư ký NATO đang nói gì. Song song đó, Tổng thống Putin cho rằng ông Stoltenberg không hề mắc chứng sa sút trí tuệ nào khi ông Stoltenberg làm việc mang tính xây dựng với Nga với tư cách là Thủ tướng Na Uy nhiệm kỳ từ năm 2005 đến năm 2013. Ông Putin giải thích các cuộc tấn công chính xác tầm xa cần có thiết bị trinh sát không gian, điều mà Kiev không có, nhưng Mỹ thì có, và hoạt động này được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ cao từ phương Tây mà không có sự tham gia của Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng phương Tây đang phớt lờ các cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod và các khu vực khác của Nga dọc biên giới và chỉ tập trung vào bước tiến của Nga ở Kharkov. Đồng thời, ông Putin cũng cảnh báo nếu xảy ra cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí chính xác tầm xa, thì Nga sẽ làm điều tương tự. Khi được hỏi liệu Nga có từ chối đàm phán với Ukraine hay không, ông Putin nhấn mạnh Nga không từ chối. Sau khi nhiệm kỳ chính thức của Tổng thống Volodymyr Zelensky kết thúc vào tuần trước, Tổng thống Nga Putin cũng tuyên bố cơ quan hợp pháp duy nhất ở Ukraine hiện nay là Quốc hội. Ông Putin đề nghị nên tiến hành phân tích pháp lý sâu sắc về tình trạng của ông Zelensky và nhấn mạnh rằng không có điều khoản nào trong hiến pháp Ukraine đề cập bất cứ điều gì về việc kéo dài quyền lực của tổng thống. Trong khi đó, ông Zelensky lập luận, nhiệm kỳ lãnh đạo Ukraine của ông đã được gia hạn do đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật và không thể tổ chức bầu cử tổng thống trong thời gian xung đột. Đáp lại, ông Putin nói, luật huy động của Ukraine có quy định cụ thể rằng không được tổ chức bầu cử tổng thống trong thời kỳ xung đột, nhưng nhấn mạnh, luật này không đề cập gì về việc kéo dài nhiệm kỳ của tổng thống. Tổng thống Putin đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu các nước phương tây cho phép ukraine sử dụng vũ khí mà họ viện trợ để tấn công lãnh thổ nga tổng thống vladimir putin nói sự gia tăng căng thẳng liên tục này có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng ở châu âu đặc biệt là ở các nước nhỏ họ nên nhận thức họ đang chơi đùa với điều gì tuyên bố trên được đưa ra để đáp trả việc một số quốc gia thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato kêu gọi cho phép ukraine dùng vũ khí phương tây tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ nga cụ thể người đứng đầu chính sách ngoại giao của liên minh châu âu eu Joseph Borrell đã thúc giục các nước tìm cách cân bằng nỗi sợ gia tăng xung đột với nhu cầu của ukraine có thể tự bảo vệ mình afp dẫn lời ông borrell cho rằng Kyiv có quyền sử dụng vũ khí phương tây cung cấp để tiêu diệt các mục tiêu trên lãnh thổ nga tổng thống nga cảnh báo các lãnh đạo châu âu nên nhớ rằng nhiều quốc gia trong khu vực có lãnh thổ nhỏ và dân số dày đặc họ nên lưu ý những vấn đề này trước khi bàn về việc tấn công sâu vào lãnh thổ nga đó là vấn đề nghiêm trọng đối với họ đồng thời nhấn mạnh dù ukraine là bên thực hiện những cuộc tấn công trách nhiệm vẫn sẽ thuộc về các nhà cung cấp vũ khí phương tây bởi họ muốn một cuộc xung đột toàn cầu ngoài ra tổng thống putin tin rằng các huấn luyện viên quân sự phương tây đã có mặt ở ukraine hoạt động bí mật với tư cách lính quân sự tư nhân nhưng việc các quốc gia như pháp điều họ chính thức tới ukraine sẽ là một bước gia tăng căng thẳng điều này theo ông là một bước nữa hướng tới xung đột nghiêm trọng ở châu âu hướng tới một cuộc xung đột toàn cầu pháp lâu nay vẫn bác bỏ các cáo buộc của nga về việc lính quân sự tư nhân của pháp ở ukraine Chính quyền Paris cho hay không loại trừ khả năng gửi các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine, nhưng khẳng định chưa làm như thế. Trước đó, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cũng khẳng định nước này sẽ viện trợ vũ khí cho Kiev theo khuôn khổ thỏa thuận an ninh vừa ký kết, bao gồm tiêm kích F-16. Tuy nhiên, ông nói F-16 do Bỉ cung cấp sẽ chỉ được phép sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Còn về Thụy Điển, Bộ trưởng Quốc phòng Pan Johnson nói rằng các đối tác đề nghị nước này hoãn lại kế hoạch gửi tiêm kích Gripen cho Ukraine vì mọi sự tập trung đang dồn vào nỗ lực cung cấp cho chính quyền Kiev tiêm kích F-16. Ngoài ra, chính phủ Italia cũng đã phản đối lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg liên quan đến việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga. Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini thậm chí còn cảnh báo ông Stoltenberg nên rút lại tuyên bố của mình, xin lỗi hoặc từ chức. NATO không thể ép chúng tôi giết người ở Nga, cũng như không ai có thể buộc chúng tôi đưa binh sĩ Italia sang chiến đấu hoặc chết ở Ukraine. Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani tỏ ra thận trọng hơn, chỉ trích việc ông Stoltenberg công bố vấn đề mà các quốc gia thành viên chưa thống nhất. Chúng tôi là một phần không thể thiếu của NATO, nhưng mọi quyết định phải được đưa ra với sự thống nhất chung. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto lặp lại quan điểm trên, nói rằng việc gia tăng căng thẳng là sai lầm trong một tình huống vốn đã nóng bỏng và kịch tính. Trong khi tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, Ngoại trưởng Grosseto nhấn mạnh sự cần thiết phải để ngỏ khả năng đàm phán về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình trong những tháng tới. Trước đó, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cũng phản ứng với lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO Stoltenberg, bày tỏ sự bối rối trước tuyên bố của ông. Tôi không hiểu tại sao ông Stoltenberg lại nói như vậy. Tôi đồng ý rằng NATO phải giữ vững lập trường và không thể hiện dấu hiệu yếu kém, nhưng đã có nhiều tuyên bố đáng nghi ngờ, trong đó có cả từ Tổng thống Pháp tôi đề nghị mọi người nên thận trọng hơn. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK tại Washington, Mỹ, các lực lượng Nga có thể đã phát động chiến dịch tấn công ở phía bắc Kharkov sớm hơn so với dự định cùng với một lực lượng yếu hơn, mang theo hy vọng thiết lập chỗ đứng vững chắc trước khi vũ khí của Mỹ tái xuất hiện khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn. ISVK cho rằng Nga đã tạo ra bất ngờ cho Ukraine khi bắt đầu tấn công Kharkov và giành được một số khu vực mà giới chức Ukraine cho rằng không được phòng thủ tốt. Tuy nhiên, theo ISVK, việc bắt đầu sớm các hoạt động tấn công dường như đã làm suy yếu thành công của Nga ở phía bắc tỉnh Kharkov. Cũng theo ISVK, Ukraine sau đó đã tăng cường phòng thủ, còn các lực lượng Nga đã tận dụng cơ hội chiến thuật để giành được những lợi thế tương đối nhanh chóng ở các vị trí phòng thủ yếu tại Kharkov. Song Ukraine gần đây khẳng định đã làm chậm tiến độ tấn công của đối phương, khiến Nga không thể tiến sâu quá 10 km vào Kharkov. Theo ISVK, Nga dường như sẽ đưa nhóm quân miền Bắc tới củng cố lực lượng trước khi tăng cường tấn công tại Kharkov. Ukraine cho rằng Nga sẽ điều thêm 70.000 binh sĩ tới khu vực. Tuy nhiên, ISVK cảnh báo ngay cả có 70.000 quân, Nga vẫn thiếu nhân lực cần thiết để tiến hành thành công chiến dịch bao vây hoặc giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov. Trong khi đó, một số tổ hợp pháo và vũ khí của Mỹ đã bắt đầu được chuyển tới Ukraine, còn những thiết bị khác sẽ mất nhiều thời gian hơn để có mặt trên tiền tuyến. Trước đó, giới chức Ukraine tin rằng sẽ mất hàng tháng trời để Nga chiếm được thành phố Kharkov. Điều đó đúng nếu quân đội Nga đặt mục tiêu kéo cờ lên thành phố từng là thủ đô của Ukraine. Nhưng nếu Nga chỉ muốn làm tiêu hao sinh lực đối thủ bằng cách chiếm các khu định cư gần Kharkov, họ hoàn toàn có thể làm được. Theo New York Times, các quan chức quân sự Ukraine nhấn mạnh lực lượng Nga đã tấn công khu vực biên giới phía Bắc để đánh lạc hướng lực lượng Ukraine ở phía Nam, nhưng nỗ lực đó không mang lại hiệu quả. Mặc dù vậy, điều đó có thể không đúng hoàn toàn. Quân đội Nga đã chậm rãi nhưng đều đặn xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine cách Kharkov khoảng 400 km về phía nam, tiến về thị trấn công nghiệp nhỏ nhưng có vị trí chiến lược tra Các thông tin gần đây chỉ ra rằng quân đội Nga đã tiến đủ gần tới một đường cao tốc quan trọng để gần như cắt đứt đường tiếp tế của Ukraine. Các nhà phân tích quân sự tin rằng cuộc tấn công vào Kharkov có thể là một phần trong chiến lược của Nga. Không nhất thiết là mở một tuyến tấn công mới vào Kharkov, Nga dường như đang muốn biến đây thành thỏi nam châm, hút lực lượng Ukraine khỏi các chiến trường khác, nơi quân đội Ukraine vốn đã kiệt sức. Chiến sự gần Kharkov được dự báo sẽ còn khốc liệt hơn nữa khi Nga tấn công quyết liệt hơn để tạo sức ép buộc Ukraine phải rút quân chỗ khác và giải vây. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cần phân tích về tính hợp pháp của chính phủ Ukraine. Ông Putin giải thích, hiến pháp Ukraine quy định việc kéo dài quyền lực của Vekhodna Grada, tức là quốc hội, song không đề cập đến việc kéo dài quyền lực của Tổng thống. Cụ thể, Hiến pháp không quy định bầu cử Tổng thống sẽ kéo dài nếu không được tổ chức do tình trạng thiết quân luật. Hiến pháp Ukraine quy định việc chuyển giao quyền lực tối cao cho Chủ tịch Quốc hội trong trường hợp thiết quân luật. Như vậy, theo ông Putin, cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hiện nay ở Ukraine là Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội. Tổng thống Nga cũng lưu ý, Hiến pháp Ukraine chỉ quy định việc mở rộng quyền lực cho Quốc hội, mà không đề cập đến việc mở rộng quyền lực của Tổng thống. Do vậy, quyền của Tổng thống Ukraine nên được chuyển cho người đứng đầu quốc hội bởi vì cơ quan có thẩm quyền hợp pháp duy nhất hiện nay ở Ukraine là quốc hội. Tổng thống Nga cho rằng, có những thế lực ở nước ngoài giữ cho ông Zelensky tiếp tục nắm quyền và để ông cùng chính phủ của mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả những quyết định không được lòng dân đã được đưa ra và chưa được đưa ra. Theo ông Putin, một trong những quyết định đó là việc tiếp tục hạ thấp tuổi nhập ngũ xuống 18. Theo ông, một thời gian sau, các đại diện của nhánh hành pháp Ukraine hiện tại sẽ bị thay thế bằng một chính phủ mới, không chịu trách nhiệm về những quyết định như vậy. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh Ukraine nên tổ chức bầu cử sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã hết. Trước đó, ông Volodymyr Zelensky cho biết nhiệm kỳ Tổng thống của ông đã được gia hạn vì tình trạng thiết quân luật của quốc gia. Ông Volodymyr Zelensky tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2019. Hiến pháp Ukraine quy định nhiệm kỳ của Tổng thống là 5 năm, nghĩa là ngày 20 tháng 5 năm 2024 là ngày cuối cùng ông Zelensky nắm quyền theo hiến pháp. Vào ngày đầu tiên sau khi nhiệm kỳ Tổng thống kết thúc, theo hiến pháp Ukraine, ông Zelensky cho biết vẫn đang tiếp tục các công việc cần thiết. Mặc dù vậy, vấn đề này đã gây chia rẽ trong dư luận Ukraine. Một bộ phận cho rằng ông Zelensky vẫn là tổng thống vì chưa có tổng thống mới đắc cử. Một bộ phận khác cho rằng hiến pháp Ukraine quy định nhiệm kỳ 5 năm của tổng thống, chứ không liên quan đến việc bầu tổng thống mới. Bên cạnh đó, câu hỏi liệu ông Zelensky có thể tại vị sau tháng năm hay không cũng đang được tranh luận ở Ukraine, mặc dù không quá rầm rộ. Những người chỉ trích ông Zelensky cho rằng hiến pháp không cho phép mở rộng quyền lực của ông theo thiết quân luật. Tuy nhiên, theo các luật sư, việc gia hạn như vậy là hợp pháp và phù hợp với hiến pháp. G7 và Liên minh châu Âu EU đang xem xét thêm các đề xuất mới liên quan đến tài sản Nga bị đóng băng, tìm cách chuyển số tiền lãi từ số tài sản này cho Ukraine sớm nhất. Mới đây, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavsky cho biết EU đã đồng ý sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga mà khối này phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Số tiền lãi hàng năm dự kiến vào khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Theo thông báo của Ủy ban châu Âu, 90% số tiền này sẽ được sử dụng để mua vũ khí cho Ukraine thông qua cơ chế hòa bình châu Âu EPF. 10% còn lại sẽ được chuyển vào ngân sách EU và được sử dụng cho mục đích tái thiết Ukraine. Trước những động thái của phương Tây, Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức ký xác lệnh cho phép Nga tịch thu tài sản thuộc sở hữu của các cá nhân và thực thể có liên quan Mỹ tại nước này. Nếu Washington cố gắng tịch thu tài sản Moscow ở nước ngoài, giới chức Nga thừa nhận Moscow chỉ nắm giữ một lượng tài sản nhà nước không đáng kể của Washington và bất kỳ phản ứng nào của đất nước đưa ra sẽ là không cân xứng. Vì vậy Tổng thống Putin sẽ tập trung vào tài sản của các cá nhân và tổ chức Mỹ. Bộ trưởng kinh tế Italia Giancarlo Giorgetti phát biểu tại buổi họp báo cho biết nhóm đã đạt được tiến bộ trong vấn đề tài sản của Nga nhưng vẫn chưa hoàn tất quy trình vì lo ngại động thái này vẫn gây ra các vấn đề pháp lý và kỹ thuật quan trọng. Trong khi Washington mong muốn tịch thu toàn bộ tài sản Nga bị đóng băng, G7 được cho là không xem xét lựa chọn này do các thành viên châu Âu lo ngại ảnh hưởng đến uy tín tài chính. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra cảnh báo Nga có thể đáp trả về mặt kinh tế và chính trị nếu Mỹ và phương Tây tịch thu tài sản của Nga. Ông Ryabkov nói, tất nhiên hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao là một trong những lựa chọn. Nhiều đại diện cấp cao trong chính phủ của chúng tôi đã đưa ra đề xuất về các biện pháp đáp trả kinh tế, tài chính đối với phương Tây. Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm, chúng tôi đang xem xét các biện pháp thích hợp đáp trả nhằm vào tài sản của các đối thủ phương Tây cũng như các biện pháp đáp trả ngoại giao. Ông không nêu rõ việc hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao có thể dẫn tới điều gì. Trước đó, Điện Kremlin nói rằng quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện đã ở mức thấp dưới không mặc dù chưa có sự hạ cấp chính thức nào về quan hệ kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Reuters đưa tin, Ukraine và Bỉ đã ký thỏa thuận an ninh song phương trong ngày 28 tháng 5. Trong đó, Bruxelles sẽ cung cấp 30 chiến đấu cơ F-16 cho Kiev. Thỏa thuận được ký kết nhân dịp Tổng thống Volodymyr Zelensky đang thăm và gặp Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo. Ông Zelensky cho biết Thỏa thuận gồm ít nhất 977 triệu euro viện trợ quân sự của Bỉ cho Ukraine trong năm nay, cũng như cam kết của Bỉ trong việc hỗ trợ trong suốt thời hạn 5 năm của thỏa thuận. Trước đó, hãng thông tấn Benga dẫn lời Ngoại trưởng Bỉ, Hadja Labib cho biết những chiếc F-16 đầu tiên sẽ được giao cho Ukraine trong năm nay và toàn bộ 30 chiếc sẽ được giao đến năm 2028. Ukraine đã khẩn thiết đề nghị phương Tây cung cấp chiến đấu cơ này để đối phó mối đe dọa từ Nga. Sau một thời gian cân nhắc, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đồng ý cho phép các nước chuyển máy bay F-16 cho Ukraine, bởi Mỹ là nước sản xuất loại chiến đấu cơ này. Phi công của Ukraine đang được nhiều nước phương Tây huấn luyện, trong khi Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy đã hứa sẽ cung cấp máy bay cho Ukraine. Giới chuyên gia cho rằng, một khi có F-16, các phi công Ukraine sẽ có thể hoạt động từ khoảng cách xa hơn, tấn công các hệ thống phòng thủ trên mặt đất của Nga dễ dàng hơn và đưa máy bay quân sự Nga vào tầm bắn. Dù F-16 không phải là viên đạn bạc, nhưng nó sẽ khiến các cuộc tấn công của Nga và Ukraine trở nên khó khăn hơn, gây nguy hiểm cho tài sản của Nga và ngăn Nga chiếm ưu thế trên không. Về phía Nga, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiến đấu cơ Su-30 nâng cấp của Nga đã được trang bị tên lửa mới để đối phó với việc Ukraine sắp nhận được tiêm kích F-16. Dẫn lời giới chuyên gia phương Tây và Ukraine, trang tin Topo của Nga cho hay cuộc thử nghiệm của chiến đấu cơ đa năng Su-30SM2 trang bị tên lửa siêu vượt âm tầm xa R-37 là để chuẩn bị cho sự xuất hiện của F-16 trên bầu trời Ukraine. Các blogger quân sự Ukraine cho hay Su-30SM-2 của Nga còn được trang bị tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar chủ động R-77. Còn một blogger quân sự nổi tiếng của Nga nhận định, đoạn video mới xuất hiện trên mạng xã hội là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tên lửa phóng từ trên không tầm xa R-37 đã được tích hợp trên chiến đấu cơ Su-30SM-2 thuộc hạm đội biển đen của Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích Su-30 SM, chứ không phải Su-30 SM-2, tấn công xuồng không người lái USV của Hải quân Ukraine ở Biển Đen. Song thông tin về hệ thống vũ khí mà Su-30 SM mang theo lại không được tiết lộ. Su-30 SM-2 là phiên bản nâng cấp của tiêm kích Su-30. Truyền thông Nga từng mô tả máy bay được trang bị hệ thống điện tử hàng không tinh vi, bao gồm radar để tăng cường khả năng phát hiện và xác định mục tiêu ở tầm xa hơn. Máy bay có khả năng thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển bằng vũ khí thông minh mới từ khoảng cách vài trăm km. Theo thông tin mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS, Nga hiện sở hữu 4 chiếc Su-30SM2 có khả năng chiến đấu. Các trang tin Ukraine cũng nhận định, cuộc thử nghiệm Su-30SM2 của Nga giữa lúc Kiev xác nhận F-16 không phải là ngẫu nhiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Olongrin ngày 28 tháng 5 cho biết, Chúng tôi đang thảo luận với các nước để lắp ráp tổ hợp Patriot và đào tạo kỹ vận hành cho Ukraine. Hà Lan đang vận hành 4 tổ hợp Patriot để bảo vệ hải cảng Rotterdam, cơ sở có quy mô lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, bà Olongrin khẳng định Hà Lan chỉ có thể cung cấp các linh kiện cốt lõi của tổ hợp Patriot đang có trong kho. Giới chức Hà Lan đã xác định các quốc gia có thể đóng góp linh kiện và đạn tên lửa Patriot để lắp ráp thành tổ hợp rồi chuyển cho Ukraine. Bà Orlongrin nói: Chúng tôi phải sáng tạo. Các hãng quốc phòng đã cam kết để nhanh sản xuất và cung cấp linh kiện thay thế. Chúng tôi tin vào điều đó. Bà Green khẳng định: Với sáng kiến của Hà Lan và việc các quốc gia tiềm năng có thể cung cấp linh kiện cùng đạn dược, chúng tôi có thể chuyển cho Ukraine ít nhất một tổ hợp hoàn chỉnh trong thời gian ngắn. Ukraine đang đề nghị các quốc gia phương Tây cung cấp thêm tổ hợp Patriot, trong lúc các đòn tập kích của Nga gây thiệt hại nặng cho hạ tầng năng lượng và cơ sở quan trọng. Tuy nhiên, nhiều quốc gia không muốn chuyển tổ hợp Patriot hoàn chỉnh cho Ukraine do lo ngại điều này khoét hồng khoảng trống trong ô phòng không. Mối lo này đến từ việc tập đoàn Raytheon của Mỹ là hãng duy nhất chế tạo hệ thống Patriot và đang phải đáp ứng hàng loạt các đơn hàng của nước ngoài. Thời gian chờ đợi của mỗi đơn hàng có thể lên tới hơn 2 năm kể từ lúc đặt mua cho đến khi nhận hàng. Vừa qua, phát biểu trước truyền thông, Tổng thống Rumani Klaus Iohannis cho biết vấn đề cung cấp hệ thống Patriot của Rumani cho Ukraine cần được thảo luận với các chuyên gia quân sự và phải được phê duyệt của hội đồng quốc phòng tối cao. Nhà lãnh đạo Romania nhấn mạnh, đó là một quá trình phức tạp liên quan đến một loạt vấn đề hậu cần và pháp lý. Romania chưa sẵn sàng cung cấp hệ thống này cho Ukraine và việc thảo luận công khai về vấn đề cụ thể này là không cần thiết. Trước đó, trong cuộc gặp với tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào đầu tháng 5, tổng thống Romania cho biết sẵn sàng thảo luận về khả năng chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất được coi là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất thế giới. Năm 2017, Rumani đã ký hợp đồng trị giá 4 tỷ đô la Mỹ để mua các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Lô hàng đầu tiên được chuyển giao vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện chỉ có một tổ hợp đang đi vào hoạt động và một tổ hợp khác đang triển khai. Theo tạp chí Economist, các nước châu Âu đang rơi vào tình cảnh trông rất khó khăn trong việc hoàn thành lời hứa viện trợ cho Ukraine. Hồi tháng 1 năm nay, Liên minh châu Âu EU đã phải thừa nhận chậm tiến độ rất nhiều so với lời cam kết chuyển giao 1 triệu viên đạn pháo cho Kiev trước tháng 3 năm 2024. Một trong những lý do xuất hiện gần đây là việc thiếu hụt thuốc nổ. Nếu không giải quyết triệt đề vấn đề này, các nỗ lực đẩy mạnh năng suất vũ khí của châu Âu sẽ tan thành mây khói. Lượng thuốc nổ cần cho việc sản xuất vũ khí không hề nhỏ. Mỗi viên đạn pháo Utena đang sử dụng chứa đến 10,8 kg thuốc nổ mạnh như TNT, HMX hay RDX. Các loại đạn dược khác thậm chí yêu cầu khối lượng lớn hơn rất nhiều điển hình như đầu đạn tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất chứa đến 450 kg thuốc nổ. Hiện Anh không còn nhà máy thuốc nổ TNT nào. EU cũng chỉ còn một nhà máy sản xuất TNT quy mô lớn tại Ba Lan. Bản thân các cơ sở sản xuất chất nổ khác cũng không chắc chắn về khả năng nâng cao năng suất. Trước vấn đề trên, các nước EU đã từng đến chuyện mở thêm nhà máy sản xuất thuốc nổ. Tuy nhiên, theo ông Tim Lorenzson thuộc viện nghiên cứu chiến lược quốc tế một tổ chức tư vấn, lập luận rằng việc khôi phục hoạt động trở lại của các nhà máy bị tạm ngưng hoạt động sẽ mất thời gian, do cần phải trang bị lại và tân trang lại cơ sở vật chất. Được thúc đẩy bởi các khoản trợ cấp, các công ty đang đổ tiền vào việc mở rộng quy mô sản xuất. Mặc dù vậy, các chuyên gia trong ngành này lưu ý rằng việc khởi công xây dựng một nhà máy có thể mất từ 3 đến 7 năm. Một trường hợp điển hình là 20tan nhà cung cấp đạn dược, đang xây dựng một tổ hợp sản xuất thuốc nổ ở Hungary. Tuy nhiên, việc sản xuất sẽ chỉ có thể bắt đầu vào năm 2027. Một loạt các quy định về an toàn và môi trường cũng có thể cản trở việc mở rộng công suất. Các nhà sản xuất thuốc nổ cũng phải đối mặt với sự khan hiếm nguồn lực. Đầu tiên phải kể đến tình trạng thiếu công nhân lành nghề trên toàn ngành, nhiều kỹ sư lành nghề đã nghỉ hưu và rất ít người trẻ hào hứng với việc lựa chọn công việc liên quan đến chất nổ. Thứ hai, nguồn cung cấp nguyên liệu thô quan trọng như tiền chất hóa học cũng đang gặp khó khăn. Việc tìm nguồn cung cấp axit nitric, một hợp chất hóa học có thể đặc biệt khó vào thời điểm hiện tại. Mặc dù đóng vai trò vô cùng cần thiết để sản xuất nitrocellulose, nguyên liệu thô thiết yếu cho chất nổ, việc sản xuất axit nitric chủ yếu được dùng để sản xuất phân bón. Khi các nhà sản xuất phân bón phải chịu chi phí năng lượng cao hơn, các nhà sản xuất chất nổ đã phải vật lộn với việc nguồn cung khan hiếm. Ngoài ra còn có những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng. Sơ bông, một loại sợi là thành phần quan trọng khác của nitrocellulose, hầu hết được nhập khẩu từ Trung Quốc. Giữa bối cảnh khó khăn hiện nay, một số nhà cung cấp đạn dược đang tìm kiếm chất nổ ở những nơi xa hơn. Các báo cáo chỉ ra rằng các nhà sản xuất thuốc nổ của Ấn Độ và Nhật Bản đang lấp đầy một phần khoảng trống. Một số chuyên gia lo ngại chất nổ tới nước ngoài có chất lượng kém hơn và do đó có thể làm hỏng thiết bị. Sau nhiều tháng kêu gọi, Ukraine cũng được phương Tây phản hồi về việc cung cấp các máy bay chiến đấu F-16. Theo đó, Kiev sẽ nhận được tiêm kích từ các nước Đan Mạch, Hà Lan và Bỉ sau khi phi công nước này hoàn thành khóa huấn luyện và cơ sở hạ tầng bảo trì máy bay được chuẩn bị đầy đủ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần thêm hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu từ các nước phương Tây để đạt được sự ngang bằng với Nga. Lãnh đạo này nhấn mạnh để Nga không chiếm ưu thế trên không, Kiev cần được cung cấp từ 120 đến 130 máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16 không quân Ukraine đang hy vọng những tiêm kích F-16 Fighting Falcon đầu tiên do các đồng minh phương Tây viện trợ sẽ kịp tham chiến vào tháng 6 này, qua đó có thể thay đổi cục diện trên chiến trường. Ngoài nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho mặt đất, Kiev còn hy vọng tiêm kích F-16 sẽ xóa bỏ ưu thế trên không của Nga, cụ thể là chiến đấu chống lại các dòng chiến đấu cơ Su-30SM, Su-35S và đặc biệt là Su-57 Felon thuộc thế hệ thứ 5. Tuy nhiên, rõ ràng tính năng tàng hình tiên tiến của chiến đấu cơ thế hệ 5 do Nga chế tạo sẽ tạo ra nguy cơ nghiêm trọng cho F-16 kể cả khi chúng đã được hiện đại hóa. Ấn phẩm Newsweek nhấn mạnh cho biết chiến đấu cơ Su-57 của Nga có một số lợi thế rõ rệt khi đặt cạnh F-16. Khác với F-16, nó có thể trao đổi thông tin với trạm radar trên mặt đất để mở rộng khả năng nhận thức tình huống. Bên cạnh đó, dự kiến trong thời gian tới, tiêm kích Su-57 của Nga còn mạnh mẽ hơn nhiều khi được tích hợp động cơ giai đoạn 2 mang tên Isdelige 30 cùng tên lửa không chiến tầm xa R-37M. Cải tiến này giúp Su-57 mạnh vượt trội so với hiện nay ở cả lĩnh vực không chiến trong vòng ngoài tầm nhìn, khiến tranh lệch sức mạnh với F-16 ngày càng lớn hơn. Sẽ rất khó để F-16 Ukraine chế áp được khả năng tấn công mặt đất của tiêm kích Su-57 bằng cách đánh chặn nó từ xa bởi rất dễ xảy ra kịch bản ngược lại, đó là chiếc Fighting Falcon sẽ bị phê lần bắn hạ mà chưa kịp đưa ra phản ứng. Bên cạnh đó, báo cáo của Văn phòng Kế toán Tổng hợp Mỹ năm ngoái đã cho F-16 vào danh sách những máy bay quân sự khó bảo trì nhất. Mark Cansian, cựu đại tá thủy quân lục chiến Mỹ, kiêm cố vấn cấp cao Trung tâm Chương trình An ninh Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng đây có thể là thách thức đối với Ukraine khi tiếp nhận F-16. Một video đang lan truyền trên mạng cho thấy trận chiến một mất một còn giữa các máy bay không người lái của Ukraine và một chiếc xe tăng T-90 hiện đại của Nga khi giao tranh đang diễn ra ác liệt ở Donbass. Một số máy bay không người lái tấn công của Ukraine đã tấn công chiếc xe tăng tiên tiến của Nga tại một khu vực không xác định dọc theo chiến tuyến. Những người điều khiển máy bay không người lái thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine chiến đấu ở mặt trận phía đông nước này đã đăng tải video về trận chiến ác liệt này lên Telegram cuối tuần qua. Theo video, một số máy bay không người lái tự sát đầu tiên tấn công vào động cơ của T-90, trong khi một thiết bị khác tấn công đỉnh tháp pháo của nó và làm hư hỏng một phần hệ thống dẫn đường của xe tăng. Lữ đoàn 47 của Ukraine cho biết, ban đầu một số đơn vị thiện chiến của họ đã cố gắng thiêu dụi xe tăng nhưng không thành công. Lữ đoàn tiết lộ thêm, sau đó một trong những người điều khiển UAV của chúng tôi đã quyết định ra cú đánh đẳng cấp bậc thầy tấn công vào giữa tháp pháo và thân xe tăng. Newsweek không thể xác minh tính độc lập của video và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Nga thường xuyên ca ngợi những chiếc xe tăng T-90 tiên tiến của mình, đặc biệt là phiên bản T-90M, còn được gọi là xe tăng ProRip-3 hay đột phá. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào tháng 6 năm 2023 rằng T-90M ProRip là xe tăng tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, T-90 có một nhược điểm lớn vốn không xuất hiện trong các mẫu xe tăng cũ hơn, tháp pháo thường quay vòng tròn, không thể kiểm soát dù chỉ bị hư hại nhẹ khiến nó không thể tiếp tục tác chiến. David Hambling, chuyên gia quân sự của Forbes nhận định, lỗi kỹ thuật đáng xấu hổ này gọi là hội chứng tháp pháo quay tròn có thể giúp Nga giải thích về nhiều tổn thất T-90M cũng như lý do nhiều chiếc bị phá hủy bởi lựu đạn do thiết bị bay không người lái drone thả qua cửa sập. Trong cuộc đối đầu, thiết giáp Bradley đã liên tiếp khai hỏa đạn pháo 25mm vào chiếc T-90, về lý thuyết, đây là hành động vô ích vì các quả đạn cỡ nhỏ như vậy không thể xuyên phá được lớp giáp dày ở mặt trước của xe tăng Nga. Sau khi hứng vài phát bắn của Bradley, tháp pháo của T-90M bắt đầu quay vòng theo chiều kim đồng hồ trong lúc chiếc xe tiếp tục di chuyển. Điều này khiến kíp lái không thể khai hỏa để bắn trả thiết giáp Ukraine một cách chính xác và biến chiếc T-90M trở thành mục tiêu di động để đối phương tập bắn. Có một vài giả thuyết về nguyên nhân dẫn tới hội chứng tháp pháo quay tròn trên xe tăng T-90M. Một trong số đó là đạn pháo hoặc luồng nổ từ drone đối phương đã xuyên qua tháp pháo, làm một thành viên tổ lái thiệt mạng hoặc bị thương và khiến cơ thể người đó ngã đè lên bộ điều khiển, khiến tháp pháo quay vòng theo chiều kim đồng hồ. Theo chuyên gia Hambling đã có hình ảnh cho thấy, vũ khí sở hữu đầu đạn nhỏ như drone FPV có thể đục được lỗ trên tháp pháo và làm kíp lái bị thương mà không khiến xe tăng bị phá hủy, nên giả thuyết trên là có thể xảy ra về mặt lý thuyết. Dù vậy trong nhiều trường hợp xe tăng T-90M gặp hội chứng tháp pháo quay tròn. Toàn bộ thành viên kíp lái sau đó đều thoát ra ngoài an toàn, không ai trông có vẻ bị thương. Chuyên gia Linh nhận định đây là bằng chứng cho thấy khả năng sống sót tốt của T-90M cũng như việc không có người nào thiệt mạng hoặc bất tỉnh trong tháp pháo. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Sau khi không quân Israel tấn công các địa điểm của Hezbollah ở phía tây nam thành phố Sidon, tại Liban cách đây ít hôm. Một đoạn video đã hé lộ phần còn lại của tên lửa đất đối không Sayyad-2 do Iran chế tạo. Giới chuyên gia cho rằng Hezbollah có trong tay Sayyad-2 sẽ đồng nghĩa với việc không quân Israel đối mặt với mối đe dọa lớn hơn nhiều ở miền nam Liban so với trên bầu trời giải Gaza. Trong khi đó, Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng với Israel kể từ khi giao tranh giữa Israel và Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái. Sayyad-2 là tên lửa phòng không tầm trung được Iran phát triển. Tuy nhiên, Shaiyat-2 có tầm bắn ngắn hơn so với các phiên bản sau này. Loại tiên tiến nhất là Shaiyat-4B do Iran phát triển cho hệ thống phòng không BaVa-373 có tầm bắn khoảng 300km. Hiện chưa rõ liệu Iran đã chuyển BaVa-373, loại vũ khí tương đương với S-300 cho Hezbollah cùng với tên lửa Shaiyat-4, 4B hay không. Chia sẻ với tờ Business Insider, ông Nicholas Blanford chuyên gia về nhóm Hezbollah của Hội đồng Đại Tây Dương tại Mỹ nhận định khả năng phòng không của Hezbollah là điều mờ mịt. Mọi người biết nhiều về các hệ thống khác trong kho vũ khí của Hezbollah hơn là hệ thống phòng không bởi họ rất hiếm khi sử dụng. Nhưng nếu Iran sở hữu hoặc có một hệ thống phòng không phù hợp với nhu cầu của Hezbollah, chắc chắn Hezbollah sẽ có thể có hệ thống đó. Cũng theo ông, so với tên lửa vác vai, việc Hezbollah sở hữu những tên lửa như sayyad 2 chắc chắn sẽ làm tăng mức độ đe dọa đối với dàn máy bay quân sự của Israel. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức nghiên cứu ở Washington, Hezbollah có kho vũ khí khổng lồ, gồm hầu hết là tên lửa, đạn pháo đất đối đất, di động và không có điều khiển. Mỹ và Israel ước tính Hezbollah và các nhóm chiến binh khác ở Liban có khoảng 150.000 tên lửa và rocket. Hezbollah cũng đang nghiên cứu chế tạo tên lửa dẫn đường chính xác. Hezbollah trước đây đã phóng máy bay không người lái vào Israel và vào năm 2006, họ đã bắn trúng một tàu chiến của Israel bằng tên lửa đất đối biển lực lượng của họ cũng có súng trường tấn công, súng máy hạng nặng, ống phóng tên lửa, bom mìn và các loại vũ khí khác. Trong cuộc xung đột hiện nay, Hezbollah thường xuyên sử dụng tên lửa chống tăng di động Cornet do Nga sản xuất. Thỉnh thoảng, họ đã phóng tên lửa Bukhan có thể mang đầu đạn nặng từ 300 kg đến 500 kg. Kể từ năm 2013, Israel đã duy trì chiến dịch không kích ở Syria nhằm ngăn cản các chuyến hàng chuyển vũ khí của Iran tới Liban để cản đường nâng cao năng lực quân sự của Hezbollah. Chiến dịch này còn được tăng cường kể từ sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào Israel. Điều này khiến Iran gặp khó khăn hơn nhiều trong việc chuyển vũ khí cho Hezbollah qua Syria. Trong quá trình làm nhiệm vụ, dàn máy bay quân sự của Israel đã né tránh và đôi khi là phá hủy các hệ thống phòng không TOR và Panzer tầm ngắn và tầm trung do Nga chế tạo. Theo nhà phân tích Freddy Khoury tại công ty tình báo rủi ro Rane của Mỹ, có thông tin cho rằng Hezbollah đã sở hữu tên lửa phòng không Chayat-2 từ trước và cuộc tấn công của Israel hôm 24 tháng 5 đã củng cố nhận định này. Thậm chí Hezbollah được cho đã sử dụng Chayat 2 để bắn hạ một số máy bay không người lái UAV Hermes 900 tiên tiến của Israel trên bầu trời Liban. Ông Khoury nói, trong những năm qua, Hezbollah tuyên bố đã nâng cao năng lực phòng không và việc phát hiện Hezbollah sở hữu Chayat 2 cho thấy họ đã có được các hệ thống phòng không tiên tiến đến mức nào. Ông nói thêm, một số hệ thống phòng không của Hezbollah có thể tác động đến hoạt động của không quân Israel trên bầu trời Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 28 tháng 5 cho biết đã sử dụng hai quả đạn 17 kg trong vụ không kích hai ngày trước vào khu liều trại của người tị nạn Palestine phía tây bắc thành phố Rafah, nhắm mục tiêu vào hai quan chức cấp cao của Hamas. IDF khẳng định một vụ nổ khác sau đòn tập kích đã gây cháy khu liều trại. Người phát ngôn Daniel Hagari cho rằng hai quả đạn được sử dụng trong đêm ngày 26 là loại vũ khí nhỏ nhất mà tiêm kích Israel có thể dùng và lượng thuốc nổ quá nhỏ để gây ra vụ cháy thứ hai. Ông Hagari tái khẳng định cuộc tập kích dựa trên tình báo chính xác về thành viên cấp cao Hamas đang họp trong khu vực mục tiêu. Israel đang điều tra giả thuyết cuộc không kích đã vô tình trúng một kho vũ khí của Hamas được che giấu trong trại tị nạn hoặc gần mục tiêu không kích. Ông Hagari nói, hình ảnh được ghi lại bởi người dân giải Gaza trong đêm tập kích và đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy có những vụ nổ khác. Đây có thể dấu hiệu vũ khí được che giấu trong khu vực. Một số cuộc gọi được nghe lén thời gian qua, củng cố nghi vấn vũ khí giấu trong khu nhà gần đó đã phát nổ. IDF cũng công bố thêm một số ảnh chụp vệ tinh về địa điểm không kích vào đêm 26 tháng 5, khẳng định khu vực mục tiêu không phải nơi xảy ra vụ cháy liều trại của người tị nạn. Ông Hagari bình luận, đã có những diễn biến ngoài dự báo, đám cháy bùng lên cướp đi sinh mạng dân thường Gaza, đám cháy xảy ra ngoài tiên liệu, và không nằm trong chủ đích của chúng tôi, bất chấp các nỗ lực hạn chế thương vong dân thường trong tác chiến. Cũng liên quan đến sự kiện tấn công Rafa, Hamas sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza hoặc thỏa thuận trao đổi tù nhân sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố này. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, quyết định trên của Hamas được đưa ra nhằm đáp trả việc quân đội Israel tấn công vào trại tị nạn ở phía tây bắc Rafa, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Hiện tại lãnh đạo Hamas chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ các nhà hòa giải ở Ai Cập hay Qatar về việc nối lại đàm phán. Israel đang nhằm vào Rafah, một thành phố đông dân ở miền nam Gaza, và đang tiếp tục đón làn sóng hơn một triệu người tị nạn từ các khu vực khác của vùng đất đổ vào. Những cuộc tấn công này bất chấp cảnh báo từ cộng đồng quốc tế, bao gồm Washington. Đầu tuần qua, cơ quan tư pháp hàng đầu của Liên Hợp Quốc, Tòa án Công lý Quốc tế ICJ đã yêu cầu Israel ngừng ngay lập tức hoạt động tại Rafah. Tòa án cho biết họ không tin rằng những nỗ lực sơ tán và các biện pháp liên quan mà Israel khẳng định đã thực hiện là đủ để giảm bớt rủi ro to lớn cho dân thường. Các bộ trưởng ngoại giao EU lần đầu tiên thảo luận nghiêm túc về khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Israel nếu nhà nước Do Thái không tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ trong việc ngăn chặn kế hoạch quân sự ở Rafah. Quan chức ngoại giao Michael Marty nói ICJ đã ra lệnh cho Israel tạm dừng hoạt động quân sự ở Rafah. Chủ tịch ICJ Nawaf Salam tuyên bố rằng Israel phải đảm bảo quyền tiếp cận vào vùng đất này cho các cơ quan đang điều tra các cáo buộc diệt chủng cũng như các nhiệm vụ viện trợ nhân đạo. Ông Martin nói hôm 27 tháng 5, lần đầu tiên tại một cuộc họp của EU, tôi đã thấy một cuộc thảo luận quan trọng về các lệnh trừng phạt. Ông nói thêm rằng chưa có sự đồng thuận về vấn đề này, nhưng các quan chức đều đang bày tỏ rằng cần thiết phải dùng lệnh trừng phạt để tiếp cận vấn đề nếu Israel không tuân thủ các phán quyết của ICJ. Cũng trong ngày 27 tháng 5, chính phủ Mỹ kêu gọi Israel thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường sau khi xuất hiện những hình ảnh tàn khốc liên quan đến cuộc tấn công quân sự vào Rafah. Phía Mỹ khẳng định đang tích cực phối hợp với lực lượng phòng vệ Israel, IDF và các đối tác trên thực địa để đánh giá tình hình. Trong khi đó, chính phủ Canada thông báo sẽ cấp thị thực nhập cư cho 5.000 người dân giải Gaza, tăng 5 lần so với mức cam kết hiện nay. Bộ trưởng nhập cư Canada Mark Miller nêu rõ, dù hiện nay việc ra khỏi giải đất này là rất khó khăn, nhưng tình hình có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Và Canada tin rằng quyết định nêu trên cho phép nước này chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡ thêm nhiều người dân Gaza khi có thể. Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie cũng đã lên án các vụ không kích khiến dân thường thiệt mạng ở Rafa, đồng thời khẳng định nước này không ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel tại thành phố phía nam giải Gaza. Vừa qua, Israel đánh vào trại phía đông bắc Rafa cơ quan phòng thủ dân sự Palestine nói rằng ít nhất 40 người đã chết và hàng chục người bị thương trong vụ việc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi cuộc không kích vào trại tị nạn này là một sự cố bi thảm, nói thêm rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án cuộc tấn công của Israel và khu trại vốn dành cho những người phải rời khỏi chỗ ở ở Gaza. Tôi lên án các hành động của Israel đã giết chết hàng loạt thường dân vô tội, những người chỉ đang tìm nơi trú ẩn khỏi cuộc xung đột chết người này. Ông Guterres nói trên X. Ông nói thêm rằng không có nơi an toàn ở Gaza, kêu gọi chấm dứt điều kinh hoàng này. Trong một diễn biến khác, gần đây Hamas tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza hoặc thỏa thuận trao đổi tù nhân sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah. Hiện tại, lãnh đạo Hamas chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ các nhà hòa giải ở Ai Cập hay Qatar về việc nối lại đàm phán. Nhiều người cho biết những chiếc xe tăng của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã xuất hiện gần nhà thờ Hồi giáo al auda một địa điểm ở trung tâm thành phố Rafah. Video do Al Jazeera đăng lên mạng xã hội cho thấy những chiếc xe tăng đang tiến sâu vào khu vực phía tây của Rafah. Quân đội Israel chưa bình luận thông tin này, nói rằng sẽ đưa ra tuyên bố về hoạt động ở Rafah vào thời điểm khác. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên xe tăng Israel tiến vào trung tâm thành phố ở cực nam giải Gaza. Người dân cho biết, lực lượng Israel đã tiếp tục tấn công Rafah bằng các cuộc không kích và hỏa lực xe tăng. Bất chấp sự phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế sau vụ không kích khu ẩn náu của dân thường gần đây, xe tăng Israel tiến về khu vực phía tây thành phố và chiếm các vị trí trên đỉnh đồi Zurub. Theo nhân chứng, quân đội Israel dường như đưa xe bọc thép điều khiển từ xa tới và không dấu hiệu nào cho thấy có quân nhân ở trong hoặc xung quanh chúng. Quân đội Israel chưa lên tiếng về thông tin này. Ngoài ra, truyền thông Palestine đưa tin, không quân Israel còn tiến hành nhiều cuộc không kích tại Rafah vào sáng ngày 28 tháng 5. Một người dân cho biết, tình hình rất nguy hiểm, cả đêm họ không ngủ. Những vụ ném bom ngẫu nhiên xảy ra ở mọi hướng, gồm các cuộc pháo kích và thả bom nổ súng từ máy bay. Israel đã bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ tại Rafah từ cách đây 3 tuần nhằm loại bỏ các lữ đoàn cuối cùng của Hamas trú ẩn tại đây. Tuy nhiên, chiến dịch đã vấp phải sự phản ứng của quốc tế bởi đây là nơi lánh nạn của cả triệu dân thường. Trước đó, quân đội Israel nói rằng Cuộc tấn công khiến hàng chục người tại trại tị nạn thiệt mạng thật ra là nhằm đến hai thành viên cấp cao của Hamas. Israel đang chịu sức ép trong việc phải giải thích vì sao cuộc tấn công chính xác bằng loại đạn chuyên biệt lại gây ra đám cháy khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Giới chỉ huy quân đội Israel đã hứa sẽ điều tra rõ ngọn nguồn và giải thích chi tiết hơn. Rồi tớ dẫn lời các quan chức Gaza cho hay, từ khi cuộc tấn công đó xảy ra, ít nhất 26 người nữa thiệt mạng do hỏa lực từ phía lực lượng Israel tại Rafah. Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine ngày 28 tháng 5 cho hay, khoảng 1 triệu người đã rời khỏi Rafa từ khi Israel bắt đầu tấn công thành phố vào đầu tháng 5. Hamas đã bắt giữ hàng trăm người Israel và công dân nước ngoài trong cuộc tấn công Israel tháng 10 năm ngoái. Sau thỏa thuận trao đổi con tin hồi tháng 11 năm ngoái, khoảng 130 người vẫn bị giữ ở Gaza, trong đó có hàng chục người trong số này đã được một ủy ban pháp y Israel xác định là đã tử vong. Chưa dừng lại ở đó, những ngày qua quân đội israel phát hiện thêm nhiều thi thể của con tin đã thiệt mạng ở gaza những thông tin liên tiếp xuất hiện khiến thân nhân của các con tin đau buồn hoang mang và mong mỏi chính phủ sớm tìm cách đưa người nhà họ trở về bà avivit jablonka đau buồn tột độ trong lễ tang của em trai chanan có hàng nghìn người đã đến tiện đưa ông về nơi an nghỉ bà nói mặc dù đã nghĩ tới kết cục này nhưng tôi vẫn luôn nuôi hy vọng rằng em tôi vẫn an toàn trở về Ông Chanan 42 tuổi đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas vào lễ hội âm nhạc Nova ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023. Bà Avivit chia sẻ: "Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi khi tôi liên tục phải tham dự tang lễ của các con tin. Nhưng giữa những mất mát, tôi vẫn giữ niềm hy vọng và không bao giờ buông xuôi." Bà Avivit hy vọng rằng chính phủ Israel sẽ nỗ lực hết sức để đưa các con tin trở về trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Hamas vẫn chưa có nhiều tiến triển. Trước tình hình đó, một quan chức Israel cho biết, chính phủ nước này có ý định nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận thả con tin ở Gaza trong tuần tới. Thông tin được đưa ra sau cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Israel tại Paris, nước Pháp. Quan chức giấu tên nêu rõ Israel có ý định nối lại các cuộc đàm phán trong tuần tới và đã có được sự nhất trí về vấn đề này. Dù quan chức trên không nêu chi tiết về việc các bên đã đạt được nhất trí như thế nào, nhưng truyền thông Israel đưa tin trong các cuộc gặp ở Paris, người đứng đầu cơ quan tình báo Israel, Mossad David Bania đã nhất trí với các nhà hòa giải gồm Giám đốc CIA Bill Burns và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani về khuôn khổ mới cho các cuộc đàm phán đang bị đình trệ. Trong khi đó, Mỹ cũng thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken đã thảo luận với Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Israel, ông Benny Gantz, về những nỗ lực mới nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở lại cửa khẩu Rafah. Trong tháng này, các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận thả con tin và ngừng bắn ở giải Gaza đã bị đình trệ sau khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam của vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh lo ngại gia tăng về an ninh khu vực, chính phủ của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã lên kế hoạch cho một loạt biện pháp an ninh bao gồm cả không gian mạng cũng như khoản đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ vào an ninh biên giới phía đông được gọi là lá chắn phương đông. Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, hệ thống an ninh mới sẽ là một phần của cơ sở hạ tầng phòng thủ khu vực được xây dựng chung với các nước Baltic gồm Litva Latvia và Estonia, những quốc gia cũng nằm trên sườn phía đông của NATO. Hệ thống này với các chốt chặn hiện đại, công sự kiên cố và hệ thống giám sát tối tân được kỳ vọng sẽ ngăn chặn hiệu quả bất kỳ hành vi gây hấn nào. Bộ Quốc phòng Ba Lan nhận định lá chắn phương đông sẽ tăng cường đáng kể khả năng chống chịu của nước này trước các mối đe dọa quân sự từ phía đông, hạn chế khả năng cơ động của quân đội đối phương, đồng thời mang lại sự tự do hành động và khả năng sống sót cao hơn cho quân đội và thường dân của chúng ta là quốc gia thành viên NATO và luôn ủng hộ Ukraine, Ba Lan cho rằng mình đang là mục tiêu của các hoạt động không mấy thân thiện từ Nga và Belarus. Giữa lúc xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, giới lãnh đạo Ba Lan đã nhiều lần lên tiếng về việc tăng cường bảo vệ đất nước trước mối đe dọa từ Moscow. Hồi tháng 4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng Warsaw sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ nếu nước này được đề nghị tham gia kế hoạch chia sẻ hạt nhân của NATO. Nhưng sau đó, Thủ tướng Tusk đã nhanh chóng phủ nhận khi Moscow cảnh báo sẽ có các biện pháp đối phó nếu vũ khí hủy diệt hàng loạt của Mỹ xuất hiện ở gần biên giới Nga hoặc biên giới Belarus. Trong khi đó, hồi tháng 1, Estonia tuyên bố có kế hoạch xây dựng 600 bom ke với chi phí 65 triệu đô la Mỹ nằm dọc biên giới dài 455 km chung với Nga theo dự án mang tên tuyến phòng thủ Baltic nhằm ngăn chặn nguy cơ bị Nga tấn công. Hồi tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh những tuyên bố cho rằng Nga sẽ tấn công châu Âu sau khi giành chiến thắng ở Ukraine là hoàn toàn vô nghĩa. Ông cũng khẳng định chính NATO đang tiến gần hơn bao giờ hết tới biên giới Nga. Tuy nhiên, Ba Lan là thành viên của NATO. Bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một nước thành viên sẽ bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh quân sự gồm 32 thành viên này. Khi đó, NATO có quyền đáp trả tập thể. Vừa qua, Bộ đội Vụ Nga thông báo đã đưa Phó Tổng Tham Mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, Chuẩn tướng Vladimir Kobachuk vào danh sách truy nã. Ông Vladimir Kobachuk được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham Mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine hồi tháng 2. Cựu chỉ huy lực lượng hậu cần của quân đội Ukraine, Oleksiy Vitnevsky, cũng bị đưa vào danh sách truy nã. Thông tin này được đăng tải trên cơ sở dữ liệu của Bộ đội Vụ Nga nhưng không nêu rõ tội danh cụ thể. Trước đó, hồi tháng 3. Bộ Nội vụ Nga đã truy nã cựu chỉ huy Hải quân Ukraine Igor Voronchenko với cáo buộc tham gia huấn luyện các đơn vị vũ trang tấn công các khu vực dân cư ở Donetsk và Lugansk. Ngoài ra, hồi đầu tháng 5, hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga trích dẫn cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ nước này cũng cho biết Moscow mở một vụ án hình sự chống lại Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đưa chính trị gia này vào danh sách truy nã. Lệnh này đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Cảnh sát Liên bang Nga. Theo đó, Ông Zelensky bị truy nã căn cứ vào một điều khoản của Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga, nhưng chi tiết ra sao thì không được nói rõ. Trong diễn biến liên quan xung đột ở Ukraine, trả lời phỏng vấn với Patriota, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã bày tỏ quan ngại về sự tham gia của Liên minh châu Âu-EU, nói rõ châu Âu đang bị cuốn vào cuộc xung đột đến mức không có ước tính về chi phí và phương tiện cần thiết để đạt được mục tiêu quân sự đã đặt ra. Ông cũng kịch liệt bác bỏ ý tưởng áp dụng lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc trên toàn EU, đồng thời cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO muốn trở thành một bên tham gia cuộc xung đột và cơ hội để ngăn chặn điều này là rất hạn chế. Hãng tin al Mayadin cho hay, nhà lãnh đạo đặc biệt cảnh báo về nguy cơ căng thẳng và kịch bản xấu nhất với vũ khí hạt nhân. Theo ông, các chính trị gia châu Âu đang coi bom hạt nhân như một công cụ răn đe chiến thuật, nhưng không lường trước những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu xung đột gia tăng. Trước đó, ông Orbán đã nhiều lần chỉ trích các nước phương Tây về việc lôi kéo Hungary vào cuộc xung đột. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn trên đài phát hành nhà nước Hungary cho biết, ông ủng hộ chính sách của NATO giúp đỡ các thành viên khác nếu họ bị tấn công, nhưng không ủng hộ việc cung cấp tiền bạc và vũ khí cho Ukraine, quốc gia không phải là thành viên của NATO. Bên cạnh đó, ông tuyên bố sẽ đánh giá lại vai trò của Hungary trong NATO, khẳng định Budapest không có ý định tham gia các hoạt động của NATO có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga. Theo Reuters, Điện Kremlin ngày 27 tháng 5 đã đưa ra bình luận về những lời kêu gọi gần đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đồng thời nói rằng NATO đang đối đầu trực tiếp với Nga. Tuần trước, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói với The Economist rằng các thành viên NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine nên chấm dứt lệnh cấm sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Bình luận về tuyên bố của ông Stoltenberg, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, NATO đang gia tăng mức độ xung đột, họ đang đi quá xa trong luận điệu quân sự. Khi được hỏi liệu NATO có tiến gần tới một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga hay không, ông Peskov nói, họ không đến gần, họ đang ở đó. Người phát ngôn điện Kremlin nói thêm rằng, quân đội của chúng tôi cũng biết phải làm gì, và quân đội tiếp tục hoạt động. Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu bên lề hội đồng nghị viện NATO ngày 27 tháng 5, ông Stoltenberg nêu rõ, NATO ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng những quyết định này tùy thuộc vào từng quốc gia liên minh cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Stoltenberg giải thích, đây là hành động giúp người Ukraine tự vệ tốt hơn và lưu ý thêm rằng những hạn chế này chỉ được thực hiện ở cấp quốc gia. Tổng thư ký NATO so sánh việc Kiev không thể tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga giống như việc một tay của Ukraine bị trói lại và Kiev sẽ gặp khó trong việc phòng thủ. Ông nói, bởi vì Ukraine bị tấn công từ lãnh thổ Nga bằng tên lửa không kích, bằng pháo binh và họ khó đáp trả vì những hạn chế đối với một số loại vũ khí mà họ có thể sử dụng. Tổng thư ký NATO cho rằng, một khi vũ khí của NATO được bàn giao cho Kiev, chúng sẽ trở thành vũ khí của Ukraine và có thể được sử dụng theo ý mình. Mỹ và các đồng minh đã nhiều lần khẳng định không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, đầu tháng 5, Anh, một thành viên NATO, tuyên bố cho phép Kiev có quyền dùng vũ khí được London cung cấp để tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ nước Nga liên quan đến phát biểu của ông Stoltenberg. Trước đó vào hôm 26 tháng 5, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đồng loạt lên tiếng nhấn mạnh phản đối sử dụng vũ khí đã viện trợ cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu liên quan đến vấn đề Ukraine. Ông Putin cũng tuyên bố một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga với NATO đồng nghĩa với việc thế giới chỉ còn thiếu một bước là nổ ra thế chiến ba kênh truyền hình 1TV của Nga đưa tin hơn 100.000 người đã biểu tình tại trung tâm thủ đô Armenia từ tối 26 tháng 5 và kéo dài sang ngày 27 tháng 5 nhằm yêu cầu Thủ tướng Nikol Pashinyan từ chức sau khi Yerevan nhất trí trao lại quyền kiểm soát một số ngôi làng ở biên giới cho Azerbaijan. Theo hãng thông tấn AP, đây là đợt biểu tình mới nhất trong chuỗi các cuộc biểu tình bùng phát vài tuần qua do ông Bakrat Ganstanian, một giáo sư cấp cao trong giáo hội tông đồ Armenia, đồng thời là tổng giám mục giáo phận Tavus ở phía đông bắc Armenia dẫn đầu. Ông Ganstanian đã khởi xướng phong trào mang tên Tavus vì Tổ quốc sau khi Armenia hồi tháng 4 vừa qua nhất trí trao lại quyền kiểm soát bốn ngôi làng trong khu vực cho Azerbaijan. AP cho biết, mặc dù quyền kiểm soát các ngôi làng là vấn đề cốt lõi của phong trào này, nhưng các cuộc biểu tình đã được mở rộng để thể hiện sự phản đối với Thủ tướng Pashinyan và chính phủ Armenia hiện nay. Những người biểu tình cho biết họ ủng hộ ông Ganstanian trở thành Thủ tướng tiếp theo của Armenia. Theo hãng thông tấn AFP, khu vực mà Armenia trao lại quyền kiểm soát cho Azerbaijan có tầm quan trọng chiến lược đối với Yerevan bởi nó kiểm soát các đoạn đường cao tốc quan trọng nối tới Georgia. Cư dân Armenia tại các ngôi làng này cho rằng quyết định của ông Pashinyan đã cắt đứt họ khỏi phần còn lại của đất nước và đã đem lãnh thổ đi cho trong khi không nhận lại được gì. Bình luận về cuộc biểu tình đang diễn ra tại Armenia, tờ Svobodnaya Pressa của Nga nhận định Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan liên tục cáo buộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu không thực sự hỗ trợ Armenia trong cuộc chiến tranh vùng Karabakh với Azerbaijan mà chỉ giả vờ hỗ trợ Tuy nhiên, người dân Armenia lại nghĩ khác hoàn toàn. Theo tờ báo, việc hơn 100.000 người kéo xuống đường yêu cầu ông Pashinyan từ chức đã cho thấy sự không hài lòng tích tụ từ lâu của người dân Armenia đối với chính sách của vị thủ tướng. Svobodnaya Presa dẫn lời nhà khoa học chính trị Sergei Makov nhận định, ông Pashinyan tin rằng Armenia sẽ luôn tìm được thứ gì đó để giao dịch với phương Tây, với hy vọng hành động quay lưng với Nga sẽ được phương Tây bù đắp bằng các khoản viện trợ. Ông Pashinyan đang cố gắng thuyết phục người dân về lợi ích của việc gia nhập Liên minh châu Âu-EU. Tuy nhiên, trên thực tế, người Armenia có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khi người Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào, bởi trước đó Ankara đã tuyên bố chủ quyền đối với một số vùng đất tại Armenia trong thời gian dài. Theo vị chuyên gia trên thực tế, mặc dù có nhiều chỉ trích về Nga, nhưng người dân Armenia vẫn tin tưởng rằng người Nga sẽ giúp đỡ họ và sẵn sàng hỗ trợ tài chính nếu cần. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.